Thưa các đồng chí và quý vị, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương hàng năm. Năm 2021, chỉ tiêu tuyển quân của Bà Rịa Vũng Tàu là 1.700 thanh niên. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ các bước trong công tác tuyển quân ngay từ rất sớm. Phóng viên chương trình Quốc phòng Toàn dân đã phỏng vấn đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về công tác tuyển quân năm 2021. Mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Kính thưa đồng chí đánh giá công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến thời điểm hiện tại đã được triển khai ra sao ạ? Thì có thể nói rằng cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 là cái năm đầu tiên chúng ta thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, thì đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, căn cường với củng cố quốc phòng và an ninh, trong đó thực hiện cái nhiệm vụ công tác quốc phòng nói chung và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nói riêng thì có nhiều cái thuận lợi và những khó khăn nhất định. Thế do vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm chỉ thị, kế hoạch về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, hội đồng dân tỉnh ban hành các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để các địa phương có cơ sở tổ chức lãnh đạo và chỉ đạo triển khai chặt chẽ ngay từ đầu. Thế thì trên cái cơ sở kết quả đạt được của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tổ chức cái hội nghị đánh giá kết quả những mặt đã làm được, đồng thời cũng nghiêm khắc rút ra những cái mặt còn tồn tại, hạn chế trong cái thực hiện cái công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Do vậy, năm 2021 chúng ta khắc phục triệt để những cái mặt còn tồn tại hạn chế đó để chỉ đạo chặt chẽ ngay từ ban đầu, trong đó chú trọng vào cái công tác đăng ký tuổi 17 thì các địa phương đã tổ chức đăng ký đạt 100% số thanh niên nằm trong độ tuổi 17, đồng thời đăng ký bổ sung tuổi 18, 27, kết quả các địa phương đều đạt 100%, và cái bước đăng ký đã tổ chức chặt chẽ và chú đáo hơn. Đồng thời tiến hành thực hiện cái quy trình công tác tuyển chọn thì các địa phương đã chủ động làm tham mưu cho huyện ủy, thị ủy, thành ủy và hội đồng nghĩa vụ quân sự tiến hành tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự ở cấp xã, cấp huyện chặt chẽ, đồng thời là lập danh sách rồi công khai danh sách trước nhân dân, bảo đảm tính dân chủ công bằng trong nhân dân. Và tiếp theo là tiến hành tổ chức cái bước là sơ tuyển sức khỏe, thì đến nay là các địa phương đã sơ tuyển xong, và sau khi sơ tuyển theo cái thông tư 16 thì chúng ta đã xác định được những cái thanh niên đủ điều kiện tốt nhất để tiến hành là phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thế thì báo các đồng chí rằng đến nay thì các địa phương đã tiến hành tổ chức khám sức khỏe và thực hiện các cái bước của quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Và đến tháng 12, hết tháng 12 là chúng ta sẽ hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự của năm 2021. Kính thưa đồng chí, vậy thì những thuận lợi và khó khăn của công tác tuyển quân năm 2021 là như thế nào ạ? Thì có thể nói rằng là cái công tác tuyển quân năm 2021 thì có những cái thuận lợi, đó là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự tham gia vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và vai trò làm tham mưu chủ động tích cực của cơ quan quân sự các cấp để bảo đảm cho công tác tuyển quân. Thứ hai là về nhận thức của nhân dân và thanh niên về luật nghĩa vụ quân sự là ngày càng được nâng lên, và ý thức của thanh niên là nhận thức đúng đắn về trách nhiệm trong cái tham gia sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong cái giai đoạn cách mạng hiện nay. Bên cạnh đó thì có thể nói là năm 2020
chuẩn bị tuyển quân cho 2021 thì có những cái khó khăn, đó là chúng ta phải bị tác động ảnh hưởng của cái đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế, xã hội và kể cả gia đình và thanh niên thì có nhiều cái khó khăn. Đồng thời, cái chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 cao hơn so với năm 2020 và đòi hỏi tuyển chọn thanh niên có cái chất lượng cao, trình độ học vấn, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt để tham gia vào lực lượng quân đội, để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đồng thời là năm 2021 chúng ta tuyển chọn cái đảng viên, cử đảng viên chính thức nhập ngũ là 1%, so với năm 2020 là đảng viên là 2%, nhưng là kết nạp trước 6 tháng. Nên đây cũng là một cái khó khăn đối với lại các địa phương trong cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Vậy thì trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan tham mưu thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tuyển quân năm 2021 như thế nào? Thực hiện cái công tác tuyển quân năm 2021 là chúng ta thực hiện theo cái quy trình 10 bước. Thì đến nay là chúng ta đã đang thực hiện cái bước khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây là một cái bước hết sức quan trọng trong cái việc mà đánh giá cái sức khỏe của thanh niên theo cái chỉ tiêu và cái tiêu chuẩn để bảo đảm cho cái điều kiện nhập ngũ. Thế thì trong cái quá trình tổ chức này thì cơ quan thường trực quân sự các cấp cần phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành đoàn thể thực hiện và xác định cái nhiệm vụ mà tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là trách nhiệm chung của toàn đảng, toàn quân và toàn nhân dân trong địa phương. Đồng thời đề cao cái vai trò công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về luật nghĩa vụ quân sự và từ đó là tự giác chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời tiến hành sau khi có kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì tổng hợp củng cố hồ sơ thực hiện các cái công tác bình cử công khai ở địa phương, bảo đảm cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là dân chủ, công bằng trong nhân dân và tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong cái thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời tiến hành triển khai bên cạnh cái công tác tuyển chọn, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đó là việc đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và chăm lo đối với những gia đình thanh niên quân nhân có những hoàn cảnh khó khăn để thanh niên và nhân dân địa phương thấy được sự quan tâm của địa phương đối với lại con em nhập ngũ và con em thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.